50 ha. Thôi sáng sớm 50. 100, em muốn 100. Vậy 100 thì up ly luôn. Đúng. Anh em ơi, sao nay anh em tự tin quá vậy? Ai mà không uống hết là không nể em rồi. Đúng. Rồi, ai mà up ly mà nước còn chảy ra người đó tè. Không kệ với anh em. Đúng. 1, 2, 3, vô. Dù là ngày buồn hay vui hay nắng vui hay mưa dòng, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Say lâu rồi mới đi những nơi mát mẻ vậy đúng không? Dạ. Yeah. Đó, đợt này là mát đó nha. Mát. Dạ. Yeah. Hy vọng từ đây tới chiều sẽ mát mát để anh em mình chơi cho nó gọi là thỏa sức hơn. Nên nhìn đầu Hiếu này, tại sao là lượm tóc dài vậy? Để trời dơ, em thấy bị dơ, em thấy bị bày hầy quá. Nghệ sĩ gì mà đầu cổ ê hề hề. Để cho người ta nói đi kìa. Ủa vậy trời. Quá, anh đi thấy mấy chặng rồi thấy mấy anh tinh thần rệu rã quá, rệu rã quá. Trời ơi, sức khỏe là đi xuống rồi nên là em mới thổi một luồng gió mới vô. Cho nó mới chương trình lại. Xin chào các bạn, một buổi sáng đầy năng lượng ở một nơi rất trong lành. Chúng ta đang có mặt tại xóm Mừng ở xã Hợp Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Ở đây có tới 520 hectare rừng tự nhiên, nên không khí rất là trong lành. Có lẽ vì thế mà chúng ta có một buổi sáng khởi đầu rất là năng lượng đúng không ạ? Dạ, chắc chắn là tất cả đều là lần đầu tiên đến đúng không? Lần đầu tiên tới à? Không, em được live stream ngồi đây một lần. Em vô nhà nhỏ bé like thôi. Không chúng cho ra đường chơi. Bé nào? Khách hàng. Em làm gì mà vô nhà tao em like? Cái gì mà khách hàng bút em qua nhà con bé like tại nhà vậy? Thôi. Thì vậy? Nói gì em nói tôi nghe. Chứ lẽ ra trong đà live. Anh làm lớn chuyện lên. Hả? Cái thói quen dựng chuyện anh đâu rồi? Có, anh có dựng chuyện, anh dựng chuyện bao giờ? Sâu xé nó cái anh tại thôi. Mình phải dựng chuyện những cái chuyện mà nó có thể dựng. Lâm là người đàng hoàng lắm, không bao giờ mà vô nhà con gái người ta. Nhà con trai tao không. Hòa Bình là một tỉnh có phong cảnh hữu tình nằm ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Tại Hòa Bình có 6 dân tộc chính cùng sinh sống và một số các dân tộc khác chiếm tỷ lệ nhỏ. Các bạn có đoán được chị liệt kê giùm em được không ạ? Đoán người ta chưa đoán rồi chị liệt kê đâu đi. Đoán người ta chưa đoán rồi. Đoán mà chơi đâu đi. Tây Mường Mường Mông Nung Thái Kinh Thái Đen Thái Trắng Ê đê ba đa. Không, cái đó là Tây Nguyên. Đó Tây Nguyên. Em không biết. Ở đây người Mường chiếm đa số, còn có người Kinh, người Dao, người Thái, người Tày, người Mông và người Hoa. Với một dịp đến với vùng cao có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống như thế này, cũng là hành trình ở giữa mùa 2 của 2 ngày 1 đêm. Chính vì thế, chuyến đi hôm nay của chúng ta sẽ có tên là Sức mạnh đoàn kết. Các bạn sẽ là một đội duy nhất. Mở đầu mỗi hành trình, chúng ta đều có một game quen thuộc, đó là game Ly nước may mắn. Xin mời đạo cụ ạ. Trước mặt các bạn là những ly nước mận rừng, một trong những đặc sản ở nơi đây. Trong 6 ly này sẽ có một ly đặc biệt hơn. Mời các bạn chọn đi ạ. Khoan. Anh em ơi hãy nhìn đi, tự nhiên có mấy trái nó nổi, có 1-2 trái nó chìm. Ôi, có 2 trái chanh muối nha, coi chừng nha. Có độc. 7 nổi 3 chìm với. Rõ độc. Rồi, số 3, ai số 1? Rồi em 4 đi. Rồi, Hiếu thứ 2 chắc số 2 đúng không? Dạ, em cho em số 2. Cho em nha. Ở chỗ đi anh cuối cùng. Theo em nghĩ đi. Em sẽ lấy số 6 đi, chìm. Em chìm cho, em sẽ hy sinh cho, yên tâm. Thôi, em xui hoài cho nên em giả bộ vậy, xui hoài cho nên em giả bộ vậy. Nữa. Thôi, 50 ha. Trăm đi anh. Thôi, sáng sớm 50. 100, em muốn 100. Vậy 100. Thì up ly luôn. Đúng. Anh em ơi, sao nay anh em tự tin quá vậy? Ai mà không uống hết là không nể em rồi. Đúng. Ai mà up ly mà nước còn chảy ra người đó tè. Không kệ với anh em. Đúng. 1, 2, 3, vô. Dù là ngày buồn hay vui hay nắng vui hay mưa dòng, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Say. Vậy là cậu biết trước, cậu đã lấy ly nha.
Không biết hình. Không biết hình. Rồi như vậy là ngày hôm nay là Trường Giang là người đã bắt được cái ly nước đặc biệt ha. Tuy nhiên Trường Giang sẽ không phải đeo chân ly, không phải đeo chân ly. Không, mấy người khác đeo. Không, mấy người khác đeo. Ủa, kỳ vậy? Là năm con. Không, để coi chương trình tính sao nè, phải có cái điều gì đó nó ghi gớp ở đây. Không nào mà nó không thể nào mà tự nhiên cái dễ dàng gì được. Hình phạt cái được hưởng được. Đơn giản là chương trình quên đem con chân ly thôi, quên đem con chân ly thôi. Chúng ta không có đeo Jenny ngày hôm nay bởi vì Jenny ngày hôm nay có kích thước khác hơn bình thường. Khác hơn bình thường cho nên là chúng ta không thể đeo được. Dạ hả? Mọi người ơi! Có khi nào là cái con Jenny ở trên cái intro của chương trình mình không? Trời ơi! Không, không. Không. Con Jenny hóa núi luôn á. Hay là hóa người giống như Nhan nói không? Hóa người rồi anh ơi! À, giống như là lời thỉnh cầu anh em mình là ước gì Jenny là trở thành phiên bản thật á. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì xin mời các bạn gặp gỡ với Jenny phiên bản live action. Lên nè chỗ này. Ủa tụi anh làm chương trình bao nhiêu tỷ đồng mà dẫn em hả? Trời ơi. Không phải, đây là lần đầu tiên mà em tham gia chương trình truyền hình thực tế. Đúng rồi, lần đầu cũng đừng che hình anh. Lần đầu cũng đừng che hình anh bé ơi. Không ai mà lần đầu mà về sao mà thấy hình của anh được. Dạ. Dạ. Không, nhưng mà em có quà cho mọi người ấy. Wow. Yeah. Cho mọi người ấy. Wow. Yeah. Wow. Bé che em luôn. Bé che em luôn. Anh xin lỗi. Đây mà ở đây mình nói chuyện đi em ơi, đừng che cho anh. Phong thủy chỗ này hay sao vậy? Thế là mình cứ đứng đây rồi nhìn mặt nhau đúng, thôi. Đúng, đúng rồi. Bé này chắc chưa có bằng lái đâu sao lạng dữ vậy ta. Nói chuyện có lạng dữ vậy. Bằng lái cho em. Cồn trong người đó. Cồn trong người đó. Em có cồn. Tôi muốn đo đồng đồng độ cồn của em. Hả không da? Hả không da? Ê! Ê! Sao vậy? Đầu tóc, đồ với Hiếu nè. Trời ơi! Chúc mừng nha! Xin chào tất cả mọi người, mình là Jenny và hôm nay mình sẽ hóa thân thành Phương Ly để chơi cùng với 6 anh chàng đẹp trai ở đây. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ thật là nhiệt tình. Cảm ơn mọi người! Các bạn cast ở đây có ai từng làm việc với lại khách mời ca sĩ Phương Ly chưa ạ? Hình như em có rồi. Em có quen chị Phương Ly trước đó rồi. Hồi nãy cái câu thoại đó là xin chào mọi người, mình là Jenny, ngày hôm nay mình hóa thân thành Phương Ly có nghĩa là gì vậy chị? Mình là Jenny và hôm nay mình sẽ hóa thân thành Phương Ly. Jenny sẽ hóa thân thành Phương Ly. Là phải không mọi người hay là em bị điếc vậy? Phải không? Đúng phải rồi. Không? Em nghe đúng rồi. Đúng rồi nhưng mà cái não của anh nó chưa có chạy. Cái là một cái sự sao? Đảo vần đó, đảo vần. Ủa em quăng miếng thì phải cho người ta quăng miếng rồi chứ. Ok. Ok em xin lỗi, ok em yếu nghề. Xin lỗi mọi người, em yếu nghề quá. Tự nhiên lâu lâu cái em quan trọng quá vấn đề. Cái là không hiểu. Lâm nó chỉ đi theo con đường là hôm nay là Phương Ly hóa thân làm Jenny thôi đúng không? Em ngay ngược lại không quen tay. Em có quà mang đây thì món thì cái người mà đầu tiên em muốn trao quà nhất đó chính là anh Tuấn. Chính là anh Tuấn. Cảm ơn. Quái. Tại sao vậy em? Anh Tuấn gì hơn tụi tôi? Ngoài cái gãy tay ra. Cái đó hơn suốt, cái đó đựng hơn. Tự nhiên cái vô ra cho tiền vậy. Anh lành rồi, có lý do, nghe bé gì thể lý do nè. Nghe bé gì thể lý do nè, phải có lý do sâu sắc lắm. Phải có một câu chuyện dài. Sâu sắc lắm mới cho Tuấn. Em nghĩ vậy. Chưa kịp nói. Tại vì anh Tuấn đã cứu em ở hồ bơi. Đấy, vào vai Jenny chưa, đúng vậy anh? Đúng rồi. Người ta thuộc thuận ấy lắm. Bây giờ chị còn sặc nước không? Mời anh hô hát đi vợ. Còn Jenny à, em dạ. Nhớ tôi đã làm gì em chưa? Đúng rồi. Con nhớ không mẹ nè? Mẹ đúng rồi. Nếu không mẹ năm đó con đã cuốn theo dòng nước lũ rồi. Bây giờ đã xanh cỏ rồi. Đúng rồi. Ê, con cái nhỏ con ở đâu rồi? Không có. Nhỏ con em đâu rồi? Con em đâu? Con tôi đâu? Trời ơi, nó xuôi về tới đây rồi hả? Trời ơi. Mẹ vô.
Hiếu ơi, chị chúc mừng em sản phẩm. Hiếu ơi, chị chúc mừng em sản phẩm mới của em. Dạ, ơi. Em cảm ơn chị. Bữa đó hai biết hả, thủy tán luôn rồi. Để làm gì thiệt á. Anh ra. Chúc mừng anh, hôm nay đã thua. Hôm nay đã thua. Đúng không? Anh cùng phe với em nha. Nhưng mà anh thua thì anh có em mà. Hả? Đúng không? Nhưng mà anh nói mà. Không phải thua mà là xui em. À xui hả? Không, dạ. Thường á là cái linh vật của tụi anh á là từ mùa 1 tới mùa này nó đều mang lại cái điều không tốt, nhưng mà vừa rồi. Hôm nay thì tốt. Nhưng mà hôm nay thì tốt. Hôm nay thì anh nghĩ là dạ em là cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Tốt cái gì? Cũng vậy thôi. Dạ, rất là vui khi gặp lại em. Dạ. Dạ vâng, thôi xong rồi ạ. Ủa? Ủa hai đứa. Rồi làm cái miếng này, giữ luôn cái miếng này, lát đừng có năn nỉ tôi lấy nghe chưa. Cho qua đây. Lâm. Cái gì anh, sao anh? Con bé này hầu như là nó không có chịu tương tác anh em mình. Đúng rồi. Bây giờ nếu có phép thuật em biến con này thành con gấu bông. Ê, dù mình là hai người dìm nó ở ngoài sông và suối. Coi như hôm nay mình huề nha. Bắt gì huề? Tôi cu mang em từ đó giờ tôi chưa bao. Trời ơi, tôi bị hư. Ê, đi luôn nè. Sao như vậy cốc ở ấy vậy? Công số tiền nào? Công số tiền nè. Ngậm đồng tiền. Vậy vậy sao giống công số tiền vậy? Anh Huy. Nói gì nói cho cũng vỗ tay cho em nó đã xuất hiện trong chương trình. Em bỡ ngỡ nha mọi có gì mọi người. Em bỡ ngỡ mà em nói cỡ đó. Em hành động cỡ đó. Em che hành động đó. Anh khen mà, anh đang khen mà. Ủa, viên cho cục tiền về là có lý do hết. Ăn cứ ăn thôi chứ đâu mà bé. Dạ vâng, ăn thôi. Thực mọi người đang yếu à. Gì đâu, cái này không liên quan gì đâu. Mọi người đang yếu à. Ăn đi. Thầy không em. Thật. Mẹ thử đây, mẹ làm gương coi. Ăn đi, trời. Này có nghĩa là gì, nó ngọt ngào như giọng hát của bé vậy đó. Wow, chưa nghe em bé hát luôn. Trời đất ơi. Trời ơi, bé. Bao nhiêu bài hit. Giới thiệu tên bài luôn. Ừ, bé. Và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài mấy anh đâu, mấy anh đâu. Lòng em đã hết chỗ không để dành ra ngoài mấy anh đâu. Yeah. Cửa vào tìm em chìa khóa đây. Mỗi người gái nha. Mỗi người gái nha. Chỉ muốn duy nhất anh cầm nhiều hơn cả thích thích. Ủa là bé này có hot thiệt không? Bé này có hot thiệt không? Xem nghe với cái chất dữ liệu này thì cũng khó ạ. Nè, lúc này lúc kia. Mày bên vườn bên xã là hết cỡ rồi. Nhưng người ta có nhan sắc đỡ lại. Lắm. Ở trên mạng Hiếu là chồng của mọi người, còn đây là vợ của mọi người đó chị. Vợ bút chân đó, chồng bút chân kia kìa. Vợ bút chân đó. Phương Ly xuất hiện trong vai Jenny đã mang đến cho các bạn những món quà ngọt ngào đầu tiên. Những đồng tiền vàng đó là số điểm cho các bạn. Các bạn sẽ phải thu thập được 50 đồng tiền vàng. Trời ơi! 50 đồng. Ngọt ngào! Ngọt ngào thì sao đâu? Ngọt ngào thì mấy con ta thành mới. Mấy khi đánh bằng tay. Mẹ già nuốt 50 điểm rồi. Trời ơi! Mẹ ơi!